Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã có văn bản đề nghị các trường ngoài công lập giữ nguyên học phí để chia sẻ với khó khăn của người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận năm học 2021-2022, các trường vẫn tăng học phí. Trong bối cảnh, theo Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, đây là lúc cần thiết có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với phụ huynh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh. Tuy nhiên, trong biểu phí năm học 2021-2022, đa số các trường ngoài công lập tại TP.HCM đều điều chỉnh tăng học phí so với năm trước. Khảo sát thực tế cho thấy, trường quốc tế Á Châu điều chỉnh tăng học phí từ 10 đến 15% so với năm trước. Trường quốc tế Việt Úc tăng khoảng 11%. 10% là mức tăng học phí của hệ thống trường Tuệ Đức, trường quốc tế Australia, Wellspring Sài Gòn tăng học phí 5%. Lý giải về việc này, một số trường cho biết mức học phí năm tới sẽ khó có thể giữ nguyên hoặc giảm như mong đợi của phụ huynh. Các trường tư thục quốc tế nói chung, lương giáo viên năm sau phải được trả cao hơn năm trước. Một phần để giữ chân họ, một phần đảm bảo đời sống của giáo viên trước tỷ lệ trượt giá của hàng hóa dịch vụ. Ngoài ra, nhiều máy móc, trang thiết bị cũng phải mua mới để phục vụ chuẩn bị cho việc học online.